Bây giờ tôi là hai đội nữ, tôi là Giang Húc. Sau trận nữa này tôi là tiếp tục cũng là 4 nam và 1 nữ về thi đấu tiếp. Lập bóng đỏ lên. 1-0. Lập. Điểm tôi đây là phụ nữ tất cả 1-0. Một đau thả bóng. Đập bóng ra ngoài sân. Điểm cho đội Xuân Phương 2-1. Xuân Phương phát bóng, bắt là sạc đứng đấy. Để bóng Xuân Phương dưới 2-2. Điểm cho đội ta 2-2. Đội ta phát bóng. Cứu bóng không cứu nổi. 3-2. Đội ta phát bóng. Điểm cho đội ta 4-2. Đội ta phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho đội Xuân Phương 3-4. Đội Xuân Phương phát bóng. Bên này quên nhìn người dọc bên này cái ơi năm bốn đội ta có quyền phát bóng. Đội ta phát bóng. Bóng vẫn còn trong sân. Cú bóng rất nỗ lực nhưng mà không được. Điểm cho đội ta 6-4. Đội ta phát bóng. Điểm cho đội ta 7-4. Bóng không vào lưới. Điểm cho đội Xuân Phương 5-8. Xuân Phương phát bóng.
Nguyên. Ở giữa thì có chú, chú đánh giữa bao giờ được. Rất là lỗi được chú bóng rồi mà bóng lại chạy vào chân. Còn thỏa chân ra bóng ngoài chạy vào. Bóng lại chạy vào. Đến, đến ba. Đội tuyển Nhật Bản quả bóng rất là to. Trong sân. Quả bóng rất là to. Quả bóng là to. Còn quả bóng thi đấu đây là quả bóng thi đấu đang được đội tuyển Nhật Bản bắt đầu tiếp tục tiếp tục. Bóng ra vào sân, điểm cho đội tốt ba, mười, năm. Cứ để cho nó khô. Đập cái nó hết. Đập đi, cái nó khô. Quá nhảy chút đi thôi. vừa rồi tập nhảy cả lan tập nhảy đây. Nhảy chút đi nào, cứ nhảy. Vào đây cổ vũ đó. Rất là tốt, thể dục thể thường đây. Không qua lưới. 11-6. Được cả con bóng. Cái gì trong cái khói hùng nhỉ? Kiểu một con sông sụt. Mến đốt cái gì không phải cháy nhà. Trước này thấy thế là vô cháy nhà. Cái đi chung. Đúng chung hay là... Bóng qua lưới này lại qua lại. 12-6. Được cả phát bóng. Điểm cho đội ca 15-6. Đội ca phát bóng. Các cô giáo cố lên.
điểm cho đội Sơn Phương và Sơn Phương phát bóng đẩy ra ngoài. Năm mươi cứ bắt đi. Nhưng mà cháu đánh mấy đâu? Ra đây cả xóm hôm nào cũng đánh ấy. Thủ tế là 21.